Chị Thương Nguyễn mến chào tất cả các em. Đây sẽ tiếp tục là một video ăn thử và cảm nhận các món ăn vặt của Nhật Bản. Các bạn nhỏ ở bên Nhật Bản rất là thích những món này, cho nên chị đã nhờ bạn của chị nhập về cho shop của chúng ta. Giống như các món ăn vặt của Việt Nam thì bên Nhật có rất là nhiều món ăn vặt. Tuy nhiên hôm trước thì chị đã ăn một vài món rồi, và hôm nay chị sẽ tiếp tục ăn thêm một vài món nữa cho các em cùng xem. Đây là các món ăn của chúng ta ngày hôm nay. Đa phần cho chúng đều là kẹo, nhưng mà có 3 món không phải là kẹo. Đó chính là bia này, bánh mochi mini và cả kem nữa. Chị sẽ ăn món nào trước ta? Chị sẽ pha bia trước đi. Bởi vì trước khi ăn thì chúng ta cần phải có nước uống. Chúng ta sẽ nhắm cùng các loại kẹo ở đây. Hôm trước thì chị đã giới thiệu với các em một loại đó là viên pha bia không cồn. Hôm nay thì chị sẽ giới thiệu bột pha bia không cồn. Mà bia này, chị quên nhắc luôn, bia này là một loại bia rất là đặc biệt. Đố các em biết là bia gì? Đó chính là bia đen. Không phải là bia vàng như bình thường, mà là bia đen các em ạ. Wow, bắt đầu sủi bọt lên rồi này. Sủi rất là nhiều bọt em ạ. Chị chưa bao giờ được ngửi mùi bia đen, nên là không biết mùi này có giống mùi bia đen thật không. Thấy mùi chua chua ngọt ngọt. Chị sẽ pha thêm một gói nữa cho bọt trào ra luôn. Ố, chết rồi. Do có nhiều bọt quá cho nên là bột không xuống được. Trào ra nhiều các em ạ. Chị sẽ rắc lắc. Hình như nước nó cũng nở ra luôn. Hồi nãy thì chị đổ một ít nước ra mà ta. Lần đầu tiên chị được uống bia đen các em ạ. Chua quá các em ạ. Chị vừa mới hút bọt xong thì cũng rất là thơm. Rồi chị sẽ uống lên cái nước, nước của bia đen. Chua. Chua các em ạ. Ngon nhưng mà chua quá. Sau khi uống bia thì chị đã cảm thấy hơi say say rồi, cho nên chị phải ăn cái gì vào đã. Và chị quyết định là sẽ ăn bánh. Đây, đây là bánh không các em? À không, do say quá cho nên chị nhầm, đây mới là bánh. Được em thôi, chị đã muốn say đấy. Đây là bia không cồn mà, đâu say đâu. Đây là bánh mochi mini. Mochi là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Mochi thì có bánh mochi kem lần trước chị đã giới thiệu với các em rồi đấy. Sờ bên ngoài thì bánh này rất là êm, rất là mềm, như một cái squishy vậy các em ạ. Chị sẽ ăn thử bên trong. Như bông luôn. Bên trong không phải là lớp kem lạnh mà là một lớp cái này giống như trứng gà tươi vậy. Thơm lắm các em ạ. Không thể nào cưỡng nổi nữa. Mềm quá. Mùi thơm và béo ngậy nữa. Vừa đưa vào trong miệng nó đã trôi thẳng xuống ruột rồi. Ngon quá. Quá ngon mà các em. Chị đã ăn rất là nhiều bánh mochi. Mochi mini của chị cũng đã ăn rất là nhiều. Nhưng chị chưa bao giờ ăn một loại mochi mini nào mà ngon như loại mochi mini này. Nhưng mà rất tiếc trong shop của chúng ta không bán loại bánh mochi này ship đi các em ạ. Chỉ bán tại shop thôi, bởi vì khi ship đi chị sợ rằng do nóng quá thì bánh sẽ bị hư, cho nên chỉ bán tại shop thôi nhé. Nếu mà bạn nào muốn ăn thì phải lên tận shop mới mua được đấy. Sau khi ăn mochi rồi, chị đã hết say. Và chị sẽ ăn kẹo nhụm lưỡi. Kẹo nhụm lưỡi
Hôm trước thì chị đã giới thiệu với kem có loại kẹo nhuộm lưỡi một màu, đó là màu đen này, màu đỏ và có màu xanh. Nhưng hôm nay sẽ có loại nhuộm lưỡi hai màu. Khi chúng ta ăn vào thì lưỡi của chúng ta sẽ có hai màu, phải không ta? Hay là chúng ta sẽ có hai cái lưỡi? Được em thôi, bởi vì trong cái viên kẹo này thì sẽ có hai màu kem ạ. Một viên màu đen và một viên màu đỏ. Chúng ta có thể ăn viên màu đỏ trước. Rất là ngọt, rất là thơm. Kẹo vuông ở bên Nhật Bản thì rất là mềm. Nhưng cái kẹo vuông này hơi to, cho nên nếu mà ăn thì lần sau chị sẽ rút kinh nghiệm mẹ nhỏ nó ra, mẹ thành đôi. Nãy chị vừa ăn màu đỏ đúng không ạ? Đỏ chưa anh Tiểu Bảo Bảo? Chưa. Tại sao chưa đỏ ta? Em tưởng là đỏ rồi chứ. Tại vì chị nghe bạn chị giới thiệu là kẹo này có sức mạnh rất là lớn, chỉ cần ăn vào một tí thôi là đỏ. Sao mà không đỏ ta? Sao mà em không nhìn được lưỡi em ta? Đừng lo, anh đã có cách. Cái gì? Đây, gương chiếu yêu. Đây chính là một con ếch. Con ếch này sẽ eat acid cho chị ăn. Hình như chúng ta phải khui vỏ kẹo bên trong này nữa. Chúng ta phải đổ kẹo này ra, sau đó ghép lại. Bây giờ con ếch sẽ eat ra cho chị ăn. Chị sẽ ăn thử đây là kẹo ngậm hay là kẹo gum ghen nhé. Đây là xít ngậm, không phải xít gum ghen ạ. Tại lúc nãy chị ăn kẹo gum nó ngọt hơn, nên bây giờ khi chị ăn kẹo này thì thấy nó hơi nhạt. Nó thơm như một kẹo trái cây vậy. Rất là thơm. Thơm hơn kẹo gum nhiều các em ạ. Hơi giống mùi hoa. Thơm như mùi hoa ly. Chắc là con ếch này ăn nhiều hoa ly lắm các em ạ. Chắc chị cũng phải đi ăn hoa ly thôi. Chị sẽ ăn thử xem là xít của em Ban Ban này thì có mùi gì. Nhiều quá, nhiều quá. Hai viên luôn. Xít của em Banda thì có mùi trúc. Chắc chắn là em Banda ăn trúc rồi. Hôm trước thì chị đã giới thiệu với kem kem không lạnh vị dâu. Hôm nay chị sẽ giới thiệu với kem kem không lạnh nhưng không phải vị dâu nữa, mà là vị soda. Chị tin chắc rằng ở Việt Nam chưa có bán loại kem nào vị soda đâu, cho nên ăn thử xem nó như thế nào. Cũng giống như bánh mochi, kem không lạnh chỉ có thể bán trực tiếp tại shop thôi, bởi vì khi vận chuyển thì rất là dễ hư. Bạn nào muốn ăn thì có thể tới shop nhé. Thơm vị soda quá. Cũng mềm như là kem vị dâu vậy. Tuy nhiên nó chua hơn vị dâu các em ạ. Chua hơn rất là nhiều. Bên trong lõi cũng có nhân sô cô la nữa. Hiện tại trên bàn của chị chỉ có 3 món nữa thôi. Đó là kẹo la bàn, kẹo vị thuốc và sushi mini. Giờ chị sẽ ăn kẹo vị thuốc trước. Chúng ta bóc ra như thuốc vậy. Không biết kẹo thuốc thì ăn có đắng không? Đắng quá!
Nhưng mà vị đắng này rất là ngon các em ạ. Tại vì đắng là của sô-cô-la. Sô-cô-la phải càng đắng thì càng ngon. Kẹo này vị hơi đang đắng một tí thôi. Đây, bên trong sẽ có sô-cô-la. Ăn đang đắng, ngọt ngọt. Phủ bên ngoài là một lớp đường. Sô-cô-la thì rất là thơm. Chị thích món này quá. Nếu mà thuốc ngon như thế này thì suốt ngày chị mong bị ốm thôi để được uống thuốc. Còn bây giờ thì chị không thấy bị ốm một tí nào tại vì thuốc rất là đắng. Kẹo vị thuốc này có một điều đặc biệt đó là cái vị thuốc được in hình các con vật rất là ngộ nghĩnh đáng yêu. Ở đây là một con sư tử, có cả con khỉ, con heo, con hà mã. Tiếp theo là đến kẹo la bàn. Lúc đầu khi mua kẹo la bàn về thì chị cứ nghĩ là cái la bàn này chỉ để tượng trưng, không thể nào chơi được. Nhưng về sau khi nghiên cứu thì chị phát hiện ra la bàn này chỉ đúng hướng thôi mà. Tất cả các la bàn đều chỉ về một hướng, nhưng mà nó chỉ hơi chậm một chút xíu thôi. Chị sẽ bóc ra để ăn kẹo. Sau khi ăn kẹo xong chúng ta có thể giữ la bàn lại chơi. Mai mốt đi lạc ở đâu thì chúng ta còn biết đường tìm về. Kẹo la bàn này mở như thế nào nhỉ? À đây rồi, bạn nào mà mua kẹo la bàn thì chú ý nhé. Ở đây có một đường nhỏ như thế này, chúng ta sẽ mở theo đường này. Đó. Tiếp theo là gỡ bọc kẹo ra. Rồi, sau đó đậy nắp lại. Khi mà chúng ta đi đâu lạc đường thì chúng ta đã có la bàn chỉ đường về nhà này. Và lúc đói thì có kẹo để ở bên trong để ăn nữa. Thật là tiện lợi đúng không em? Ngược lại. Đó. Kẹo la bàn này có mùi hơi giống giống với mùi xít. Mùi xít động, mùi kẹo xít động vật mà hồi nãy chị ăn. Nó là kẹo ngậm. Ăn thơm, vị ngọt vừa phải. Không phải, hình như bên trong là sô-cô-la. Nghe kỹ thì bên trong là sô-cô-la các em ạ. À, đúng rồi, sô-cô-la. Chứ mà ngon vậy. Bên ngoài là lớp vỏ giống như kẹo xít hồi nãy thôi, nhưng mà bên trong là sô-cô-la nên là ngon hơn các em ạ. Và cuối cùng chúng ta chỉ cần một món duy nhất nữa thôi, đó chính là sushi mini. Wow, chị rất là thích ăn sushi. Chị sẽ ăn sushi tôm. Được các em ơi, đây chính là một cục vuông mà rất là dễ thương các em ạ. Và nó không có mùi gì cả. Bạn chị nói nó không hề độc hại đối với tay của chúng ta. Và khi chúng ta gom thì nó cũng sẽ không ra những vụn vụn đâu. Chị thích hai miếng này quá. Có cả một miếng trứng nữa này. Sushi trứng rất là đẹp luôn và cũng rất là giống thật. Còn đây, đây mới chính là món ăn của chúng ta. Thịt cá heo mini. Ơ, đây không phải là cá heo, đây là cá voi các em ạ. Ta sẽ ăn như vậy đấy. Dễ thương như thế này thì làm sao mà chị ăn được. Đây là cá heo, còn đây là cá voi. Còn đây là cá Thư Nguyễn. Ba em này cũng rất là đáng yêu. Đây là sản phẩm vuông tẩy của công ty Daiso, được sản xuất tại Nhật Bản luôn các em ạ. Chị thấy rằng ở công ty Daiso này thì cũng có bán ở một số cửa hàng tại Việt Nam. Tất cả các sản phẩm của Daiso đều đồng giá hết.
đó là 40.000, ngay cả các em mua trong siêu thị cũng như vậy. Tuy nhiên, khi mua tại Thơ Nguyễn Family Shop thì các em chỉ mua các sản phẩm này với giá là 35.000 thôi, bởi vì người quen nên bán rẻ. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video của chị, hãy bấm like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau.